tiết lộ câu chuyện hôn nhân và cậu con trai giữa nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1976 tại tỉnh Vĩnh Long. Còn nghệ sĩ Thanh Ngân tên thật là Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972. Những năm về trước thì cặp đôi Thanh Ngân và Kim Tiểu Long đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả qua các bài tân cổ như Tiễn Biệt, Mùa Xuân Tình Yêu, Hoài Cổ. Và cặp đôi còn thể hiện xuất sắc qua các trích đoạn cải lương. Câu chuyện tình yêu giữa Thanh Ngân và Kim Tiểu Long hơn 10 năm về trước được khá nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sự tình về sau thì rất ít người biết rõ. Đoạn đường tình duyên của Thanh Ngân và Kim Tiểu Long gặp khá nhiều trắc trở. Bởi người nghệ sĩ thì chuyện tình duyên bao giờ mới thôi hết lận đận. Họ yêu nhau cứ hợp rồi tan đến 5-7 lần. Một thời gian sau, cả hai quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Và thế là một cậu con trai ra đời, tên là Trương Ngân Long. Ghép giữa nghệ danh của hai người, Thanh Ngân và Kim Tiểu Long. Cậu bé Trương Ngân Long hay còn gọi là Tiểu Long Nhi. Nhưng giữa hai người sau đó lại phát sinh mâu thuẫn không thể giải quyết được. Sự tình ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Có lần nghệ sĩ Kim Tiểu Long chia sẻ trên báo rằng do hận chồng nên Thanh Ngân tách bé Ngân Long ra khỏi cha, ngăn cản Kim Tiểu Long và gia đình nội gặp bé. Nhưng Kim Tiểu Long tin rằng lá rụng sẽ về cội. Khi con đủ khôn lớn thì con sẽ hiểu bà của nó là người như thế nào, để yêu thương con đến bạc đầu ra sao. Đều là giọt máu của mình, nên Kim Tiểu Long không thể để các con thiệt thôi hay có sự so bì. Anh đã chuẩn bị trước những gì cần phải làm. Có nhiều người sẽ cho rằng anh nói quá sớm, nhưng anh tin thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Kim Tiểu Long còn chia sẻ thêm, anh không gieo và cũng chẳng đổ lỗi cho ai gây ra nghịch cảnh. Điều quan trọng là đứa bé không có tội. Chính người lớn đã tạo ra những ngàn trái. Nếu Thanh Ngân và Kim Tiểu Long vẫn sánh đôi, vẫn giữ được hạnh phúc thì đã không có chuyện xảy ra khiến gia cảnh phải ly tán. Kim Tiểu Long chọn cách sống giản dị, không thích sự phô trương trong tình cảm cũng như vậy. Nhưng khi không còn đi chung đường, việc ngăn cách giữa cha và con là điều trái với đạo lý. Ai cũng có thể đem đạo lý nhà Phật ra để thuyết giảng, nhưng sống đúng với đạo lý đó rất ít người làm được. Kim Tiểu Long nghĩ mình đã cố gắng hết sức để xử, nhưng rồi vẫn không níu kéo được mái ấm hạnh phúc. Giữa họ đã không còn liên lạc, nhưng anh tin là con mình sẽ biết cha của nó là ai. Khán giả thường xuyên theo dõi sẽ thấy, hơn 5 năm qua thì nghệ sĩ Thanh Ngân cũng đã chuyển sang hát khá nhiều bài ca về đạo Phật, về giáo lý Phật giáo và cũng đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. 20 năm đi hát thì 15 năm đầu Thanh Ngân hát về đời, còn 5 năm sau này thì Thanh Ngân chủ yếu hát về đạo. Điều này cũng phù hợp với khoảng thời gian trước đây Thanh Ngân phải ngược xuôi vất vả với cuộc đời để lo cho cuộc sống bản thân và gia đình mình. Qua bao khó khăn thăng trầm, Thanh Ngân hiểu được lẽ sống ở đời, ngộ được nhiều điều, hỉ nộ ái ố. Từ đó Thanh Ngân có cái nhìn sâu sắc hơn, trầm lắng hơn với cuộc đời và việc đến với Phật giáo là một lẽ tự nhiên. Câu chuyện về một người nữ nghệ sĩ theo hướng nhà Phật là ngăn cản người cha gặp con trai mình. Quả thật để lại rất nhiều mâu thuẫn trong lòng khán giả. Hiện nay, nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã kết hôn và có một cậu con trai, tên là Trương Bảo Phước, sinh năm 2014. Khi duyên đến, ắt sẽ đến, Kim Tiểu Long gặp Bảo Bảo, bà xã hiện nay của anh, cách nửa vòng trái đất trong một chuyến lưu diễn. Bảo Bảo định cư ở Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi, nên không biết gì về cải lương và nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Còn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì cũng hồi hộp, không biết Bảo Bảo có ảnh hưởng về nếp sống văn hóa của phương Tây, quan tâm đến cá nhân mình nhiều hơn người khác. Nhưng rồi cả hai đã nhận ra họ là của nhau. Quan điểm sống của Bảo Bảo rất giống với Kim Tiểu Long. Bảo không chỉ yêu thương gia đình chồng mà còn hết lòng với những người bạn mà Kim Tiểu Long yêu quý. Về phần mình thì Kim Tiểu Long cũng chứng minh cho Bảo Bảo biết, với anh thì vợ con là tất cả. Vốn không thích la cà từ ngày có con, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long càng ít ra ngoài hơn, trừ những lúc phải đi diễn. Hiện nay thì bé Trương Bảo Phước cũng đã lớn, cậu bé trông rất kháo khỉnh và rất nghịch ngợm. Khép lại câu chuyện tình đầy sóng gió giữa nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ Thanh Ngân. Chuyện trong cuộc ra sao thì chỉ có hai người mới hiểu rõ. Hiện nay thì nghệ sĩ Thanh Ngân đã chọn cách sống bình yên sau cánh cửa nhà Phật, còn nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Mong rằng theo thời gian thì họ cũng sẽ tha thứ cho nhau, và nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng sớm gặp lại được con trai của mình.